ông mày. Sau này về. À. Bên cháu. Qua các anh học sinh nhà tôi mua. Các anh ấy bây giờ là giống tiền rồi, các anh ấy gì đến mẹ nữa xong mà cũng không phải ngày của U, họ tính dương quần U âm là mùng 10 tháng 4 âm mà. Nhưng mà trên mạng thì nó cứ báo về như thế. Năm ngoái các anh ấy nhớ, các anh làm đi U có nhớ gì đâu, nhưng mà năm nay hôm qua tiền của con Ngọc con rút ngân kéo ăn chưa đưa cho nó. Tại lúc đấy bắt đầu nó không để ý máy, xong là mới ngồi nhắn tin, nó bảo nhắn tin ai ấy, bảo là người ta đọc tặng, người ta đọc chúc sinh nhật, bây giờ bị nhắn giả. Để nhắn trả lời có phải ngày sinh nhật đâu mà cứ chúc theo đâu là quan đạt bảo tôi đi riêng U nhá. Từng người nào mà nhắn tin tốt nhật là U dép hết từng đấy người. Đúng rồi. Đoàn... Nhiều lắm. Nhiều dã man luôn đấy. Nhưng mà nhắn được có mấy người thôi. Mẹ Hiệp này, mẹ cái gì nhỉ, thằng Ninh Ninh, mẹ Linh tặng hẳn một bó tiền to. Thế là mới nhắn bảo cho chị tặng em này, em ngại lắm, đến bao giờ em mới trả được chi. hơn tuổi bùa. Trong họ ít tuổi hơn. À, ít tuổi nhưng trong họ. Mà chuẩn bị ngủ tiếp ấy. Đấy rồi đấy. Hậu trạng này chuẩn bị làm cá rất nữa. Chờ con dễ ngủ mà, con ăn xong là ngủ à. Tuổi này chỉ ngủ thôi. Thì tuổi ăn tuổi ngủ mà. Nếu mà đầu bình lẫy thì đầu bình. Lẫy như bây giờ bom ấy, à bún. Đấy là nghịch ấy, kiểu nghịch chơi chơi. Tầm 1 năm nữa thôi, hai ông quậy tung. Bao giờ là đi được nhỉ Vũ nhỉ? 1 năm. Nếu mà nhanh 8, thì 12 tháng. 9 tháng. Nếu mà đứa nào vào ca. Còn làm việc ở đây không phát được cảnh trông cháu. Chạy đâu nữa. 3 tháng mới lấy, 7 tháng mới bò, 9 tháng nào dò mới đi. Đấy là vào ca. Thế là vào ca ít đứa vào ca lắm. Ca sát còn là lâu hơn. Sớm hơn.